Chờ đến tôi nghe gọi cảnh sát. nghe thật kìa, nó lâu nha anh nghe 2 ký. Tôi Arete thời chết gian đây. mẹ Kìa, lộn anh lộn Bao tên ơi, anh hoài nhìn thế rồi, anh còn chưa trả tiền net cho em. Bắt thâm sao rồi? Đi net đi. Xin đâu, xin đâu, xin đâu. Ôi giời ơi, đi net đi. Sắp xong rồi, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Ba, anh Bao ơi, từ từ anh Bao ơi. Ông ngoại. Giờ gọi thằng Bắt Thâm về, biết ông về. Ừ à. Thằng Bắt Thâm đang ăn cơm. Bao bị gì đấy anh Bao? Bao phê đồ à? Anh bị Bắt Thâm hành hung em à. Ừ kìa. Đánh gãy cuộc sống. Sai rồi. Bây giờ Chi lùng Bắt Thâm. Anh đã có thiện ý muốn giải quyết, nhưng mà bên đấy nhất quyết không trả tiền và có coi như là chạy trốn khỏi tận tránh. Anh ơi, ở đây có người thân của mắt thăm anh. Cảnh sát đánh đàn. Anh ơi, ở đây có người thân của mắt thăm kìa anh ơi. Ai thế? À, bạn thân của mắt thăm á. Bạn cái gì? Kem. Thời sau. Đâu, không có, em quan hệ gì đâu. Trời, em đi nhờ xe. Em đi nhờ xe có đúng 2-3 lần thôi. Tình bí mật à? Không, trời ơi, không, no. Cái này là cố kiếm tước, cố tình. Cô gái bán nước và anh cảnh sát may mắn. Anh chắc là sao? Trời. Em xin anh, em lại anh. Phải đâu mà, không phải. Em ơi. Dạ. Em muốn đóng cửa quán trà đá và làm chuyện bất nữa rồi, mày vô làm nó lũ. Em muốn lắm, nhưng mà tại vì nếu mà em đóng cửa quán trà đá thì cái thành phố này nhiều người vào viện lắm. Má thì em lại à. Em ba bảo ngừng bán. Em tính đủ anh đi luôn á. Em tính đủ anh đi làm luôn á. Để em hỏi gừng nhá. Anh ơi, anh thử qua hỏi gừng xem. Em không thấy gừng đâu mà em đang pha chế. Em phải đứng nhìn đây. Em cũng muốn đi lắm. Ông có gia tộc mình nổi tiếng không? Thôi đi làm video đi anh. Em đây. Làm đi, làm chung với công gia tộc đi. Sao hôm nay lại đổi phong cách rồi? Trời ơi, em muốn em phong cách mà. Em là stylist mà anh. Hôm nay mới đi casino về à. Mặc bộ đồ chất vậy. Em bây giờ em gọi là thần bài tài. Thần bài tài. Thần bài tài. Đi thôi anh ơi. Đấy đi luôn. Thần bài có muốn làm giàu không nhở? À, đợi kem mình muốn đi này. Hà Béo đi không? Hà Béo à, đi đâu? Kem làm ở đây rồi, kem phá chỉ rồi. Bây giờ quán trà đá rất khách lắm. Làm những chuyện bất thường. Đi nè, đi để anh Haki luôn. Ok, anh ơi, chờ em một chút nhá. Đang pha chế tầm nhưng mà kem 23 cây rồi. Kem đang pha chế kìa, không biết kem bỏ rơi được không? Có, em 5 phút đây, em xong luôn. Em 5 phút được không ạ? Đi 5 người được mà. Ừ, được. Nhưng mà đi đâu, đi làm gì cơ? Đi lau về đây. Không thể thở đây, được. Lau hơi khó nha. Lau quá. Hơi khó đấy, lúc này ai bị đâm với không? Ồ, lâu hơi khó, bây giờ em bảo nè, bây giờ cảnh sát người ta tăng cường buổi sáng nhiều lắm. Bây giờ nếu mà đi 5 người giờ mình phải chia 2 xe cơ. Chứ mà đi một đám là hơi khó ấy. Chưa kể là chưa cốp chứ chủng nữa. Giờ là đi gã xe là hợp lý nha. Gã xe hả? Ồ, gã xe là hợp lý. Mà lau đồ hồi sao? Gã xe xong rồi mình gã góc 12 xong rồi về lao xong rồi lên 12, cứ thế liên tục. Trời đông như thế này chưa kể là đây thêm nhiều người nữa nè, cái thằng núp ở bên kia nữa kìa, 6-7 người nữa. Đông nhỉ? Đông cảnh sát thế nhỉ? Hôm nay cảnh sát mà thấy cường người cảnh sát ơi, ở đây có phạm tội có tổ chức cảnh sát rồi. Không anh ơi, anh nói gì đấy, mọi người đang bàn chuyện trời hôm nay sao nắng thế, không mưa mà anh. Đấy, đi điều dưỡng là hợp lý rồi. Ừ. Tại sao trời không phải là đi anh đi xứng đi, đáng đi được một ngày tuần điều dưỡng nữa. Cho anh làm cả đời điều dưỡng được. À dạ. À dạ anh, vâng ạ. Anh là cảnh sát mới hả? Kê xuất hiện rồi, đây chùm cuối. Cảnh sát mới là thường bán mấy cảnh sát mới không kìa. Là đều tuyển thi bất tập. Đâm ai. Bé mở người ta vui kìa. Ơ, chị ơi, mời trà đá. Thập ơi. Anh Tú ơi, bé mở xuất hiện 700 bảo chứng ra đi. Anh không trốn được đâu. Đâu? Thằng này nó bảo anh là cảnh sát mới. Từ ạ. Mới mà. Thường mà mấy anh cảnh sát nào mới vào nghề đều phải kiểu qua từ bó tập em lần nặng. Thì thôi qua bên quầy bên kia tỉ thí cho thật luôn. Ôi trời ơi, qua luôn. Đi. Đâu rồi? Đây.
lại nhau lắm. Ôi, em đây có vẻ không cân như vậy. Công an đánh đàn. Công an đánh đàn. Ở đây rồi. Dạ. Chấp anh cái gậy nha. Ừ rồi. Anh. Anh phải dùng tay bò chứ, anh phải thể hiện rằng cảnh sát của mình là nghiệp vụ cao chứ đúng không? Đúng rồi, anh là cảnh sát cao mà siêu. Bây giờ em ăn chỉ thí đơn giản thôi, không ăn tiền nhưng mà kiểu chỉ trả viện phí thôi, ok chưa? Giờ vào viện cũng 5 phút đấy. Ôi, vào 5 phút thôi, mà. Có gì đâu. Đâu, hết 5 phút chưa nhập. Ờ, 5 phút thôi, sếp, cái này là mình chỉ thí với nhau mà, 5 phút thôi. À không. Nếu như mà mình đấm chết luôn là 10 phút đấy. Bất tỉnh là 10 phút. Bất tỉnh là 10 phút mà. Lâu lắm đây. Ok, 10 phút sao đâu. Có gì anh em mình bù đắp cho nhau trong viện được mà. Không sao. Sao 10 phút nhanh mà. Chơi đấy mọi người. Sao mà sếp? Chơi luôn sếp ơi. Chơi sếp ơi, chơi gì? Thằng này nó được. Thằng này được cái món thôi. Nằm viện tí thôi mà. Mọi người nằm viện đi sếp ơi. Mọi người đứng chỗ cần đứng đi à, để em solo với sếp nè. Chơi không? Tao bật lò lên. Cái gì anh? Anh khôn đi. Ai chơi không? Đặt lò le này. Anh khôn đi, khôn nhanh của em bắt ngoài. Người phải đi cái sắt chứ. Cho anh chặt cái bằng ghẹt cái. Hãy em đấm anh mất máu rồi. Cảnh sát Dubai mà anh. Bây giờ anh đặt cảnh sát đi, em đặt Dubai le này. Hỏi ăn gì hôm nay? Chưa hôm nay tôi ăn thịt báo chứ không ăn cơm chay. Đặt cảnh sát đi, em báo hai này. Cảnh sát đó đứng gọi đặt cho le này. Phải đặt anh cảnh sát không nhờ, bắt keo nhờ. Đây anh đây đặt cảnh sát này. Đâu anh thanh toán đã anh cảnh sát à? Rồi. Chào mừng các bạn đến giải đấu ngày hôm nay. Giải đấu chào nhẹ nhàng không anh thanh toán. Ngày hôm nay trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó là một màn gọi là tỉ thí, gọi là test nghiệp vụ của một bên là anh Dũng Mềm, một bên là anh Bành Thị Đòi Le. Nào, đặt cược anh ơi, ra ngoài chết, nhà cái không tồn tại anh ơi. Hôm nay không có nhà cái, nhà cha bên kia kìa anh, hai anh kìa. Rồi, nào mọi người set up nào. Chơi chính tâm sắc nha. Tôi đặt cho anh nhau. Ok luôn, tôi cũng đặt lời lên anh ơi. Đặt 2k đúng không? 2k anh nhận không? 3 người 2k anh nhận không? 6k làm giàu này. 3 người lên 6k đấy. 6k làm giàu này. 3 người 6k đấy. Tôi đặt anh nhau 2k. Anh đặt 3 người luôn đấy là thành 6k này. Anh ghi vào đây, anh ghi vào giấy đi. Anh viết từ giấy nhiều đi. Đấy, bao tôi đặt lời lên đấy. Thì ngã thì anh có nhận 3 người không? Anh nhận 3 người không? Ngã là không được đoán, ngã là không nhận cái thôi anh. Buồn cười nhờ, tôi nhận cái. Thì ở đây có 3 nhà cái mà. Kìa, có 3 người mà anh nhận cái 3 đi. Anh nhận cái 3 đi anh, nhận cái mà không, một người thôi. Rồi nhá. Giàu không khó đâu anh ơi. Tôi nhận của anh nhá. Trận đấu giữa anh và Bành Thị Đòi Le sẽ được gọi là tái diễn trong vòng 30 giây tiếp. Nào, mọi người quấn banh gọi là máu đầy cho anh ơi. Mọi người đang nhận kèo rồi. Rồi le máu đầy chưa bạn ơi? Ủa lên rồi rồi chuẩn bị. Chuẩn bị. Đánh nhau được không? 2 1 đánh nhau này. Đánh nhau nhiều thế. Ôi. Cố lên đằng sau của các bạn đây là trận đấu giữa cảnh sát gọi là ấy da, chút đấu bảo hiểm ấy da. Giữa bé mở và bao thanh thiên thì vừa rồi thì bé mở đã tung một gọi là một cú hit chết ba chết cha bao thanh thiên rồi. Nhưng mà dùng chức tính nhanh chết rồi. Đúng rồi. Đúng là nghiệp vụ cảnh sát đỉnh cao thật. Trời chết rồi, bé mở ăn bao thanh thiên của anh ơi. À không biết bình luận được cái trận nào luôn á. Đây chẳng biết sao, chẳng biết sao chỉ ra trực tính thôi. Hai anh ơi, ra sân khấu anh ơi. Sân khấu anh ơi. Vô. Đúng rồi. Nhà vô. Đúng rồi. Bé mở vẫn tiếp tục gọi là control error. Đúng rồi. Liên tục vào một. Ngưng. 5 ngưng. Được rồi. Thôi, trận đấu vẫn tiếp tục. Đúng rồi, tiếp tục. Đáp trả đi bao thanh thiên ơi. Cái này cũng tranh công an đánh dân đúng không? Thế là tỉ thí vậy. Trận ơi. Ôi giời. Trời, hay đúng rồi. Đúng rồi. Đáp trả. Có lên. Trời ơi, bé mở. Với trăm gồm thà ăn báo không ăn chay thì bé mở đã quyết tâm. Phân gãy chân rồi. Thôi, cứ cá hồi thôi. Bé mở đang gọi là cố gắng cá hồi. Tiếp tục nào, đúng rồi, đáp trả thôi.
đúng rồi, em trong có bác sĩ nữa. Đúng nè, đúng rồi, hay đúng, liên tục, đúng đúng rồi, liên tục vào control R của bé mở đã không làm suy giảm đi nghị lực chiến đấu của Bao Thanh Thiên. Bao Thanh Thiên là đứng dậy rồi, đúng rồi, liên tục vào mồm, đúng rồi, sức cây găng cửa rồi, chết Bao Thanh Thiên rồi, rồi cộng một 10 phút bằng anh. Hay quá bé mở ơi, gia đình tự hào về bé mở, ôm cái bé mở ơi. Liên Huyền, let's go. Cái drip thì anh à không phải tại đây. Dạ. Thằng này các bạn là trong thành phố này nó drip không số 2 thì không ai số 1 cả. Ui 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 ui. Thôi bây giờ mình thử đi, bây giờ mình thử luôn lau nhà luôn, ai drip này nó có thứ kiểu biết ngay mà quan trọng là lúc chạy cảnh sát chạy được cảnh sát, chạy cảnh sát ăn luôn là kỹ năng thôi. À hiểu understand được ăn hợp lý á, mà để mà giữa di cây với gọi là lo le thì em xin đi theo di cây. Thằng này chỉ biết drip con Futo thôi mà. Em thấy Nunu bị bắt liên tục rồi nên em rút kinh nghiệm rồi nè. Người em của em đi trước rồi nên em rút kinh nghiệm rồi. Không phải do Nunu phế quá nản thể luôn ông ấy. Ông ấy ngồi trên xe ông ấy cứ kiểu là tôi bị bắt rồi mày ơi. Suganu trước khi rời thành phố bảo em là đừng bao giờ ngồi lên cái ghế thứ hai của Lò Le. Sao tao đi mình à? Trời ơi, chiến binh cô độc à? Sao cô độc à? Anh biết tại sao em đi một mình không hoàn tú? Sao cô độc? Sao? Trời ơi. Người thành công luôn có hướng đi riêng anh Tú à? Đúng, đúng. Hướng đi riêng nên có gọi là một hồ sơ gọi là blacklist trong công an một cái riêng luôn à. Trời ơi, em làm biết 15 nha mọi người, biết 15 trong nhà tù á. Cày rồi. Thằng Lôi lấy lại xe kia kìa, thế để dưới cái lại xe này, đi làm hai người hai kèo này. Anh bị điên à? Làm sao được? Làm hai kèo. Hả? Xe kia xịn lắm. Xe kia xịn xe này nó mang đi cây. Thế thì không công bằng. Sợ nó thua thôi chứ. Đi. Thua thì đằng nào chả đi cướp. Để cho em cái con này đi. Thua cũng chỉ để đi cướp thôi mà. Đúng. Để tao lái cho. Ừ à. Anh biết là em đi với anh 3 lần là em bị bắt ha. 3 lần. Thì để cho tao lái phát, tao bắt thì mày lái. Ok nhá. Được. Đổ xăng nè. Giờ đầu tiên đi đổ xăng đi. Thì lát nữa để sau tao và tao mua cái đàm 420 anh em mình chơi. Ok. Hẹn gặp ở đồn đi. Cái gì nữa, hẹn nhau ở đồn nữa. Thần bài đến đây. Coi kìa. Ui gạch lóc bích luôn, đúng rồi. Ui SWAT à? Có cả SWAT kìa. Đâu, mình vừa SWAT anh. Anh lúc này là anh SWAT đấy. Mặc đồ SWAT mà. Anh đang sau lưng mình á? Ừ. Với bù bì của anh. Kìa, đường này đường cục mà. Ok kìa. Sao lại đấm vậy? Đấm vậy anh? Nhầm. Đường này cũng cục mà. Hay thế. Tôi chưa đi lên cái map này bao giờ. Anh Huy chỉ được đấy anh Huy. Làm sao mà chỉ được, nhìn mấy mặc đồ ấy. Có một chiếc thôi, từ từ mà chạy cũng được. Ây cha. Ây da. Chưa có khói. Thôi bay nè. À, mọi người thắt dây an toàn và chuẩn bị công cuộc. Thôi thắt rồi, thắt từ đầu rồi. Hay. Ôi, em thắt cái chấm đầu. Ây da, cục này cứng thế.
Thầy cứng thật á. Dạo này thành phố mình đầu tư nhiều cột điện. Thật là bằng đồ gì á. Là bằng đá sao? Em có khi là bằng kim loại bí ẩn đấy ạ. Ui, ra bánh phân môi liên tục rồi. Ui, giờ ra nhiều lắm. Thật kìa, chịu cục cách rồi đấy. Dạ, ra để bánh phân môn ăn cũng được. Hay 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 hay. Chúng mày chỉ đấy. Chúng mày tao cho chờ lại. Biết luôn. Cảnh sát không biết luôn à? Biết luôn ạ. Ây da. Này cứng quá. Ôi rồi đi, đi chắc là sắp mất khỏi rồi đấy. Cảnh sát bắt tay rồi. Cảnh sát tay nhờ. Trời ơi. Tới đây quay trái này, quay trái này. Hay. Hay luôn, chạy luôn, chạy luôn. Ta sai nhá. Quay phải luôn. Bay qua đây luôn. Ôi anh ơi, bay hỏng xe đấy. Cầm thôi, nhắm tí nữa. Hay, tốt kìa. Tốt kìa. Tốt kìa. Trời ơi, sao thấy bay qua rồi mà. Bay qua tí nữa lại. Vừa cái bánh, vừa cái bánh. Lùi tiếp anh ơi. Lùi tiếp anh ơi. Lùi. Đi tới đâu, đi được đâu. Anh không cho đi tới luôn. Ây da, sắp hết xăng nha. Còn 1 phần 3 thôi đấy. 1 phần 3 bình xăng thôi. Ây da. Ôi, chỗ này đi tù vậy. Chưa. Còn thở là còn ngồi. Ây da. Ây da. Thôi xong. Ây da. À. Được mình va chạm hơi nhiều. Ừ. Sắp học rồi, sắp bóc khỏi rồi. Cứ bay ngoạn thủ với anh ơi. Bay thôi. Cảnh sát kiên trì thật. Buồn xong hai chiếc luôn. Xong rồi, chứ đi hơi xa rồi. Anh cảnh sát đấy đi ghê thật đấy. Không lừa đâu anh ạ. Chúng mày đi xuống, không lừa đâu. Con. Xe luôn. Ba xe. Ây da, bay. Giờ là bị đấm rồi đấy. Kìa lắc, lắc lùa đấy giờ. Nhưng mà sắp bị đấm xe đấy. Giờ là đứng xe học luôn. Ta được bị gồng mình nghe đấy. Chết luôn. Rồi. Ui. Ôi xong. Sao còn một chiếc vậy? Hình như có người khác nữa. Ủa đi con một chiếc thôi. Con vẫn còn tiếng hay. Bay cái dốc luôn, bay cái dốc luôn. Bay cái dốc này. Bay cái dốc gì phong này luôn. Bay cái này thì mấy em phát bay căng lắm. Không, bay mấy anh bay cao hơn mình. Mấy anh bay cao hơn mình, mấy anh bị giảm tốc độ. Bay cái này lúc nào mình lời hết. Giờ đi thẳng. Đừng có bay, đi chậm thẳng lên. Thẳng lên đúng không? Đó, bên phải chứ, bên phải. Đi đường. Đi bên phải đi. Trái, quay trái luôn, một lùi luôn, quay lại luôn. Đúng rồi, bên phải. Ôi, có cái lỗ ấy xuống rồi nè, nhưng mà bay lệch có phải nha. Bay chậm, chạy chậm thôi, bay lệch có phải. Vòng hết phải luôn. Dạ.
kết là mình rơi xuống dưới rồi. Bên phải tức đủ vát thôi, đi sang bên trái ạ. Hết xăng rồi. Rồi sao hết xăng rồi? Rồi chạy hết để bỏ xe không biết sợ. Chạy lên trên cầu đi xuống luôn. Ây da. Đây kia hỏng luôn rồi kìa. Thôi, 1, 2, 3 chuẩn bị chạy. Chạy này. Đây, đây, đây chắc. Ơ, xuống luôn. Ơ, thành ra lại hay. Chạy đi. Vẫn đi được, xe vẫn đi được. Cần gì, người ta thấy thì mình ấy thôi. Mình hợp tác thôi, có gì đâu. Mình vẫn đang trong diện tình nghi mà. Quan trọng bây giờ mình vẫn phải trốn hiểu không? Mình vẫn đang lẩn trốn mà, mình có làm gì đâu. À, đà gạch cấn cứ gọi. Ơ, gọi. Sao chưa đi nữa ta? Sao sếp? Giơ tay á, ok sếp. Em đang đi đá thôi mà. Em chào sếp nhá. Không phải anh Ben đâu. Anh Ben nhìn là tôi biết mà. Alo. Alo, GK à? Ơi, team bên này bị bắt hết rồi, còn mỗi GK thoát thôi. Thế GK ra trước đồn đi, Hà đang ở đồn này rồi đi chung mọi người luôn. Dạ, yeah, thế đợi tí nha, để GK lock pick ạ. Ok, ok. Ơ, thế bên kia ông bị bắt à? Không, không, mỗi Hà thôi, nhưng mà Hà không có tiền bẩn với... không có ấy, nên à. Thả rồi, Hà không có tiền bẩn với người mà. Thế Hà đợi đấy đi, xong rồi đợi xử lý xong team bên này đã. Ok, ok nhá. Có điếu nào không anh? Ôi dạ. Cái Disney ăn tài. Cái lúc ăn tài không đóng cửa chứ. Ừ dạ. Chưa đóng cửa à? Rơi đó. Mẹ cửa. Rơi mẹ cửa rồi. Về sửa xe cái này sẽ xem tủ hư 34% lên đây. Ừ, không phát đây dầu gì luôn à. Một phút cooldown đây được tất cả các bạn làm. Từ đến giờ trên cốc đẹp đẹp chạy dễ cách. Đi cũng được bên em. Đấy. Lên plan đi. Như vẫn đang xử hội kia rồi anh ạ. À em giảm trở chết này, uống trà sữa giảm trở chết. Em nghĩ là ok đấy mọi người, một phút rồi đấy. Chưa. Đấy, ông Sửa Quát thấy mặt em rồi. À nhầm, ừ. Bây giờ mà bị bắt là mẹ chồng tội đấy. Qua lấy thêm lốc bút được không ạ? Ừ, em ơi. Không kìa. Tú ơi đi cánh sao không? Nè, người ta tới, người ta tới, người ta tới, anh Tú ơi.
À mẹ cứ đếp mặt. Thôi anh cứ đếp mặt đi. Em bị lộ rồi, em bị lộ trang phục rồi. Xít bèo chứ. Ông sợ ở đây kể cả xít bèo văng. Không, không văng đâu. Cái này hiến chui mà. Ngồi hai mà hay văng. Một xe lê leo, mình tính cho em đây. Ok này. Quận thiên chiều nhá. Thở đi, thở đi, thở đều đây. Hít sâu thở đều. Đi đâu rồi? Đi đường cát luôn. Biển à? Chơi mà em nhà máy tử thần luôn. Ôi giời. Hai em. Hai em. Được đấy, được đấy, được đấy, hợp lý đấy. Bắt đuổi đấy. Đánh giá cao đó. Đánh giá cao phát này đấy. Chìm bây giờ, chìm bây giờ. Sát ở xa lắm, bình tĩnh thôi. Còn nguyên nhá. Sao, trong người bay hay phết nhở. Sao đi thẳng. Thế rồi nhá. Ảo quá. Nói chung là mình thấy là dí nhiều. Trời ơi, thuộc mát quá. Được 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 đấy, có tố chất đấy. Một nha, ghi nhận nha. Chào em. Anh đứng ở đây từ chiều. Mẹ. Chỉ một di bách nha. Tại nhiên nó ký rồi ta. Mày phải trốn đó. Hiểu không? Mày phải trốn 5 phút rồi mới ra. Anh ơi làm cọc với bung lộ, ọp anh ơi. Đi, okay, bung lộ này. Đấy, bay vào cái đền này xuống mái nhà xong trốn đi. Bùa là bùng hết lỗ luôn. Thôi, nắng lên rồi Lò Le ơi. Của em tất khổ lắm rồi đấy nha. À được. Trời ơi. Em rơi biển số được, được thôi sao. Nếu mọi người không biết thì bay mẹ cái cốp rồi, nắp cốp bay rồi mọi người ơi. Rơi biển số là được em ơi, có lỗi gì biển số. Ô, bắn lại á. Sao không phải với cái đường rồi. Đánh giá cao á, đánh giá cao á. Đánh giá cao đó. À, đánh giá cao vào này á. Mà em mua được, mà em mua 30.000 gì. Được á, được của nó đó. Chuẩn bị nha, chuẩn bị tôi thấy xuống xe mọi người. Thật chạy thí nhá. Hai xe rồi. Tụi em đi tù xa rồi. Dạ. Lấy. Mày nó định. Sao 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 rơi ra ngoài kìa. Đấy. Hà chết rồi. Hà béo à. Thôi giờ. Hà chết rồi, hai đâm biết. Quá sao rơi được đây. Bốn xe mày ơi. Mày cũng đi nhanh rồi, mày chết rồi nhanh lên con ơi. Về nhà đi con, đừng đi thù nữa. Bỏ rách bài tù. Dừng bài tù của mày đi, lẹ lẹ. Về nhà đi con. Từ nay tắt tốt thảo đây, từ đây đừng đóng lên đây. Chuẩn bị ulti của anh ơi, từ từ. Nốt. À em thấy ulti rồi. Quay đầu đúng không? Đi cái đấy bình thường quá. Tao không cho em multi đâu, nhanh lên. No time, no time. Alo. Time bro. Tao ép lắm rồi đấy. Ờ, có. Ờ, mô bệnh nhiệm. Mày được rồi. Về xếp một cái xếp. Not. Multi đi em ơi. Ulti à? Chưa cho ulti đây, qua mẹ cái chỗ ulti của em rồi đây. Quay lại anh. Dạ.
quay lại đi, giật giật một phát quay lại. Đúng rồi, còn lấy ulti gấp ba cơ, vẫn hỏng nhá. Đấy rồi, về ulti đi, về ulti. Alo. Ulti này em từ em đang chạy cảnh sát tiếp rồi, hội bên kia đón em xong rồi em chạy tiếp rồi. Hãy ca lên. Ok. Đi tiếp được đi lùi luôn cho chiến. Đúng rồi, bay xuống hồ đi. Ai nó trận đấu cái này đi hơi xa rồi. Được xe trâu mới cặp hộ là nữa này. Cái gì em? Em ơi, xe trâu nếu chịu được đi đi, xuống đi đi. Ok em ơi. Được. Phát cái đéo gì? Liều đấy, liều đấy. Sắp vào tù rồi em ơi. Oh! Em ơi. Xuống xe. Mẹ xe tao. Ok, thằng nào không ok? Tú rồi, alo Tú ơi. Tú đéo ok rồi. Nghe là biết đéo ok rồi. Em thoát nha. Anh về gala 1 rồi nhá. À, em thoát rồi này. Thằng Lê bị bắt rồi sao anh nhỉ? Đón em sếp ơi. Anh chạy xuống 53 rồi, từ nhá, để anh lấy xe lên anh đón cho. Chạy bộ ra đường đi. Sao có trực thăng lên kiếm mà. Bao nhiêu cơ lại lên? Có chiếc này em, comment. Để sát về hết rồi. Comment chỉ đừng gọi. Tài ơi, Tài. Dạ. Mong chạy về gara sửa mấy xe nốt nhá, anh off phát. Ok anh ơi.